Yêu qua game là thế nào nhỉ? Nghe đồn là yêu qua game vui lắm mà mình cũng chưa thử lần nào, không biết là có vui như trong lời đồn không? Tại mình ấy lâu quá mà, sắp đến Tết rồi mà không có người yêu hơi buồn nhỉ? Quá chuẩn luôn. À, hôm nay mình sẽ thử vào kênh thế giới, biết đâu lại có người yêu thì sao nhỉ? Mình sẽ xin vào một nhóm bất kỳ nha, để xem nào, có ôi trời người quên, mình ấn nhầm, không thể chọn xếp hạng cao hơn của bản thân. À ok, mình sẽ xin vào nhóm khác. Ui, con trai mọi người ạ. Ao lẹ chứ, con trai mà đi cua con trai thì có một ối rồi, ôi hỏng bét rồi, thoát. Hết hồn luôn, đi kênh thế giới gặp ngay một bé con trai mọi người ạ. Xem có bạn nữ nào đứng một mình không. Đây nhóm này, ui đội đã ở trong trận mất tiêu rồi. À cái nhóm này xem nào, ấn một lần. Ui gái này. Chào em, anh đứng ở đây từ chiều. Hello bạn ơi, bạn có mic không? Ấn vào trận mất tiêu rồi. Mình còn chưa kịp hỏi tên tuổi và đã có người yêu chưa nữa. À thì ra game này nó chỉ được với nhau, bây giờ mình mới biết luôn. Ui, giọng gì mà dễ thương vậy trời. Mà anh là ai vậy, sao lại ở đây? Ui cô ấy hỏi mình kia. Em biết sao mà anh ở đây không? Thì chuyện cũng không giấu gì em, thật ra là anh đang đi kiếm một thứ gọi là tình yêu, nhưng mà kiếm mãi không được. What? Xong rồi bị lạc vào đây luôn này. Em đừng có đuổi anh nha. Tình yêu là gì? À em hỏi đúng trọng tâm rồi đấy, nhưng mà anh cũng không biết là gì luôn. Tết đến rồi, kim cương lại ùa về. Tưng bừng đón Tết, Abu tăng 100% tỷ lệ trúng và lên đến tận 30.000 kim cương cho tất cả các vòng quay trên shop abuff.vn. Ngoài ra các bạn đua top nạp thẻ trên shop sẽ được Abu kết bạn và tặng một phần quà cực kỳ đặc biệt nha. Shop của Abu là shop uy tín số 1 cộng đồng Free Fire Việt Nam. Đường link shop ở trong phần mô tả hoặc comment mình ghi ở dưới video nha. Ui mà sao lòi ở đâu ra cô bé này ngây thơ thế này trời. Anh nói thầm gì trong miệng vậy? À không có gì đâu, mà em chơi game này lâu chưa? Em vừa tải về lúc nãy, mà game này nói chuyện được với nhau cũng vui phết anh nhỉ, lại còn cho người nói chuyện với mình nữa. Không phải đâu bé ơi, mà phải là biết chơi. À nhầm. Không phải đâu bé ơi, thật ra thì anh được nhà phát hành gửi xuống để chơi game mà chỉ cho em chơi đấy. Mày đừng có bốc khoét. Anh lừa em đúng không? Anh mà lừa em đi mất mẹ đó. Anh không có lừa em, lời anh nói đều là sự thật mà. Anh mà nói sai ngày mai anh nói lại. Nói uy tín như thế em tin anh chưa? Thế em tạm tin anh lần này nha. Mà anh tên gì? Anh tên là chồng, em cứ tạm gọi anh là chồng cũng được. Ngoài ra thì anh còn có một tên khác là người yêu, hoặc là em cứ gọi anh là người yêu nha. Ôi giời ơi! Tên gì nghe cô tê quá vậy. Nhưng mà em không biết nghĩa nó là gì cả. Hay là anh hỏi tên em đi, em sẽ cho anh biết tên của em. Ông bé ơi, anh biết tên em làm gì, anh không cần biết đâu. Dạ, vậy cũng được. Được cái gì mà được, đúng là ngốc, anh giả bộ đùa em thôi. Mà em tên gì vậy? Tên của em á, cực kỳ đẹp và xuất sắc luôn. Phải gọi là nét luôn. Là gì? Tên em là thứ gì đó, phải gọi là đỉnh của chớp luôn anh. Ok. Dạ, anh nghe cho kỹ tên của em nha. Nghe xong á, đừng có mà xin chữ ký của em nha. Tên em là... Tên là... Ủa mà tên em là gì ta? Anh biết không? Ủa, alo em ơi. Em nói tên em như một cái gì đó thần thánh lắm mà sao? Sao bây giờ em bảo không nhớ? Ai hốt mà. Nhà em bán lươn đúng không? Em đưa cái tên em lên một cái gọi là đỉnh cao của vũ trụ luôn. Xong rồi bây giờ em bảo em không biết tên em là gì. Em đang đùa anh đúng không? Quá. Ủa mà tên em là gì anh không nói, sao em biết được? Ai hốt mà. Ủa alo. Em tha cho anh đi. Anh nhìn đau, anh cười đau bụng lắm rồi. Ủa em mất giờ. Chắc chắn nhà em bán lươn rồi. Lươn là gì vậy anh? Vậy em không có bán gì hết á. Em nói thật mà, em không nhớ tên của em, tại lúc nãy mẹ không có nhắc. Ok, anh không hỏi nữa đâu, cười đau buồn lắm. Mà em có bông keo cho lại lấy bông keo này. Bông keo là gì vậy anh? Em không biết. Em không biết thật luôn hả? Em ngốc quá rồi. Quá đúng. Thì bông keo, sao em đặt đi rồi?
Bông keo là cái để không cho địch bắn em nè, là cái để bảo vệ em khỏi những kẻ xấu nè. Kẻ xấu? Em sợ kẻ xấu, em rất là sợ kẻ xấu. Không, sao chồng em hốt hoảng vậy? Em không chơi nữa đâu, em sợ có kẻ xấu muốn hại em á. Ôi, mình vừa nhắc đến kẻ xấu sao bé hốt hoảng thế nhỉ? Chắc là toang rồi, chắc là bé từng có kẻ xấu hại nên là bây giờ ám ảnh hay sao ấy. Bé ơi, bé nghe được rõ Bích Anh không? Có địch này. Thì bé đừng có sợ nha, có anh ở đây rồi, không ai có thể làm hại bé hết được á. Cũng là nha đầu ngốc. Nha đầu ngốc, nha đầu ngốc. À, em nhớ tên em rồi. Tên em mẹ hay gọi là Tiểu Nha Đầu. À, thì ra là thế. À, ok, em biết rồi. Nhưng mà em đừng có sợ nữa nha. Bây giờ có anh ở đây rồi, không có kẻ xấu nào dám lại gần em hết á. Em đừng có sợ nha, anh sẽ bảo vệ em. Em không muốn chơi nữa, em sợ lắm. À mà, mẹ em sắp về rồi. Mẹ em cấm nói chuyện với người lạ vào buổi sáng á. Em ợp nha anh. Khoan đã, khoan từ từ, sao sao lại không cho em nói chuyện vào người lạ vào buổi sáng là sao? Dạ vâng ạ, em ợp nha. Ai, vừa gặp được một cô bé đáng yêu thì lại ợp mất. Hôm nay mọi người lại không cần trả lời câu hỏi mà chỉ cần comment một câu là chúc anh Abu lên 800k sub và comment ID game mình sẽ tặng quà nha. Ok. Thôi thì mời thằng bản thân vào chơi game vậy. À, cay là thằng bản thân nó có người yêu. Mỗi lần mời nó vào chơi game nó lại phát cậu lương cho mình. Cay tươi nhờ. Cay thế chứ liền. Alo, mày chơi game không? Lại là mày. Tao phải mời người yêu tao vô nữa rồi. Mày lại tính phát cậu lương nữa hả? Mày làm bạn tao hơi lâu rồi đấy. Yên tâm, lần này tao sẽ nhẹ nhàng với tâm hồn FA của mày. Thôi thôi, mày đừng có mồm điêu bốc phét. À, anh Abu ế đây rồi. Đấy, biết ngay mà, mình ế cũng là một cái tội. Không sao, tao sẽ giới thiệu cho mày một anh người yêu xịn sò. Ủa, alo, tao mê gái chứ không có mê trai mày ơi. Tao vừa nói, đồ em chơi nè. Mua chối rồi, không chơi nữa. Mà tao mới quen được bé này cute lắm mày. Nhưng mà có tuổi là hơi ngốc. Đâu đâu, giới thiệu cho tao coi. Sắp có người yêu mà giấu anh em là không được đó nha. Người yêu gì đâu mày ơi. Tao thấy bé dễ thương nên là mới giới thiệu cho mày thôi. Nhưng mà bé ọp mất rồi. Ôi trời ơi, thằng này kém. Sao lại để cho người ta ốp thế? Chuyện chui rủi ai mà muốn mày ơi. Chuyện chui rủi chắc tôi muốn mà ơi. Bé tên là gì em biết chưa? À, mà anh có hỏi xem là bé có người yêu chưa? Bé có người yêu chưa anh quên hỏi mất rồi. Nhưng mà bé tên là Tiểu Nha Đầu. Tiểu Nha Đầu? Sao lại là Tiểu Nha Đầu? Ủa mày quen hả? Nhưng mà sao nghe giọng mày lạ vậy? À không, chỉ là tao nghe giống một tên người bạn cũ của tao. Nhưng vào một năm trước rồi. Mà thôi, mày chơi game hay là để tao phát cẩu lương đây? Mày phát hồ tao cái. Mày xem mà học hỏi này. Tao chỉ làm một lần duy nhất thôi nha. Thỏ ơi, tuy anh không thích Sơn Tùng, nhưng anh lại thích âm thầm bên em. Yêu anh. À, được của nó đấy nha. Này thì yêu anh này, này thì âm thầm bên em này. Thôi không chơi nữa, off game cho đến tối chơi game cùng Tiểu Nha Đầu vậy. Và từ đó tối nào Abu cùng Tiểu Nha Đầu cũng chơi game với nhau. Một khoảng thời gian sau, lại 12 giờ đêm rồi, sao vẫn chưa thấy bé Tiểu Nha Đầu online nhỉ? Ngày nào cũng tròn 12 giờ 0 phút 0 giây mới online. Ấy, lại online này này, mời vào chơi mới được. Hí, lại gặp anh rồi. Em chơi game không? Em có chơi ạ. Thằng bạn anh xin vào chơi cùng này. Em chơi thêm 4 nha. Dạ anh. Mày xin vào chơi cùng thì đừng có mà phát cẩu lương nha mày. Tao biết rồi. Vào game đi anh. Ôi, giọng này chẳng lẽ là... anh... Hai người biết nhau hả? Em không biết nữa, em nghe rất là quen. À, đau đầu quá. Là anh nè. Mà thôi, em đừng nhớ cũng được. Abu, ở đây tao nói cái này. Em chờ anh tí anh xem ra bản anh nói cái gì nha. Chuyện gì nói nghe xem nào. Tao có chuyện này muốn nói cho mày biết. Bé này là bạn cũ của tao. Nhưng từ lúc người yêu của bé này... Vậy thì ra mày là bạn thân của Tiểu Nha Đầu và người yêu của bé Tiểu Nha Đầu hả? Đúng rồi. Từ lúc đó cô ấy bỏ game xong trở nên ngốc nghếch luôn. Chắc là tại yêu quá thành cái bị sốc nặng ấy mà. Ai, đúng là một cô bé tội nghiệp. Như thế tao càng không để cô ấy một mình được. Mày thích cô bé ấy rồi đúng không? Thì tao với bé ấy chơi game với nhau cũng cả tháng rồi. Ấy cũng dễ thương, đáng yêu. Có tuổi là hơi ngốc một tí. Nhưng mà hôm nay tao định... Người yêu tao xin vào nè. Anh yêu của em on mà không có rủ em nha. Anh đứng với Abu thôi, chứ đứng với gái đâu. Mà anh Abu giới thiệu cho em bạn anh quen hôm trước đi. Tháng trước kể xong, chả thấy cho em với xin chơi cùng. Cứ trong trận suốt thôi. Ok, để anh mời vào này. Em xin lỗi, em ợp nha. Em nhớ anh rồi phải không? Em...
anh nghe Si kể hết rồi. Anh biết là chúng mình cũng chưa quen nhau được bao lâu, nhưng mà cũng đủ thời gian để hiểu về đối phương. Bây giờ anh muốn nói một điều là tiểu nha đầu, anh thích em. Em xin lỗi, em có người mình thích rồi. Lại là anh ta hả? Đến tận bây giờ vẫn là anh ta hả? Vậy chú Lùng dù có tốt đến đâu cũng không bằng một nụ hôn của hoàng tử. Anh dù có tốt thế nào cũng không bằng người tôi thương. Nhưng mà em định như thế đến bao giờ? Anh ta mất được 1 năm rồi. Em xin lỗi vì gặp anh ở thời điểm em vẫn còn thương người yêu cũ. Em sẽ xóa game và không gặp lại anh nữa. Em xin lỗi anh. Tạm biệt. Thôi, hai người chơi đi nhá. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một ngày không xa. Ngày mà hoa đào nở, ngày mà em không còn thương người yêu cũ nữa. Thương em.